Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Truyền hình Trà Vinh. Hôm nay thứ năm, ngày 24 tháng 6 năm 2021. Chương trình thời sự tối hôm nay gồm có những nội dung chính sau đây. Khai mạc kỳ họp thứ nhất Hội đồng dân tỉnh Trà Vinh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Lê Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tình hình thực hiện nghị quyết trong 6 tháng đầu năm 2021 tại Đảng bộ huyện Trà Cú. Ông Lê Thanh Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh làm việc với ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Trà Vinh để nghe báo cáo những kết quả năm học 2020-2021 và 6 tháng đầu năm 2021. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội đồng dân tỉnh Trà Vinh khóa 10 đã long trọng khai mạc kỳ họp lần thứ nhất sau cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15 do Hội đồng nhân dân các cấp vào ngày 23 tháng 5. Ông Kim Ngọc Thái, Phó Thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh Trà Vinh khóa 9, bà Dương Thị Ngọc Thơ, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh Trà Vinh khóa 9 điều hành kỳ họp. Đến dự kỳ họp có ông Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh, ông Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng 48 trên 49 đại biểu Hội đồng dân khóa 10 vừa trúng cử sau cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng dân khóa 10 nhiệm kỳ 2021-2026 và lãnh đạo các sở ngành có báo cáo và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh Trà Vinh khóa 9 phát biểu khai mạc kỳ họp. Trong không khí vui mừng, phấn khởi chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hôm nay, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 10 nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức khai mạc kỳ họp thứ nhất. Thay mặt chủ tọa kỳ họp, tôi xin chúc mừng 49 vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 10 và đại diện các vị đại biểu Hội đồng nhân dân khóa 10 trân trọng cảm ơn cử tri trong tỉnh tín nhiệm bầu chúng tôi làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí quý đại biểu tham dự kỳ họp, chúc các đồng chí quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, thưa quý cử tri kính mến, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra thành công, tốt đẹp, được tổ chức đúng pháp luật, dân chủ, an toàn, tiết kiệm, là ngày hội của toàn dân. Có 99,97% cử tri đi bầu và đã bầu đủ 6/6 đại biểu Quốc hội khóa 15 và 49/50 vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 287/288 vị đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện và 2.720/2.734 vị đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là minh chứng của sự đoàn kết thống nhất, trách nhiệm của toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước. Chúng ta vui mừng trước sự thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đây cũng là trách nhiệm của mọi đại biểu được giao nhiệm vụ trong suốt nhiệm kỳ này. Tại kỳ họp thứ nhất hôm nay, bắt đầu cho nhiệm kỳ mới, Hội đồng nhân dân khóa mới có nhiều việc phải bàn và quyết định, đó là: thứ nhất, Hội đồng nhân dân tỉnh nghe báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 10 nhiệm kỳ 2021-2026, báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 10, thực hiện công tác nhân sự đại hội. Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ bầu chủ tịch, các phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, bầu chủ tịch, các phó chủ tịch và các ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, bầu trưởng ban, các phó trưởng ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, bầu hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh, xem xét quyết định việc thành lập ban dân tộc và số lượng ủy viên các ban Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật. Nghe báo cáo tổng hợp những ý kiến kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, thông báo tình hình Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền và xem xét quyết định một số vấn đề quan trọng khác. Nghe báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh
về công tác 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021, báo cáo kết quả thực hiện chương trình kiểm tra giám sát năm 2020, thuyết trình nghị quyết về tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2021. Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét các báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, thu chi ngân sách nhà nước, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, phòng chống tham nhũng, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, thực hành tiết kiệm 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2021, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm soát Nhân dân, Cục Thi hành án Nhân sự tỉnh. Nghe báo cáo các ban Hội đồng Nhân dân báo cáo thẩm tra về các vấn đề có liên quan và xem xét cho ý kiến đối với các tờ trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và thông qua biểu quyết các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân. Kính thưa quý vị đại biểu Hội đồng Nhân dân, thưa quý cử tri kính mến, trong nhiệm kỳ vừa qua, trên cơ sở kế thừa và phát huy những thành quả kinh nghiệm của các khóa trước, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 9 đã góp nhiều công sức, đặc biệt là tổ chức 19 kỳ họp và ban hành 355 nghị quyết, có nhiều đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đạt được những tiến bộ quan trọng trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định. Chúng tôi, những đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10, xin trân trọng ghi nhận sẽ tiếp thu phát huy những kết quả mà Hội đồng Nhân dân các khóa trước đạt được, nỗ lực xây dựng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong nhiệm kỳ mới mà nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 đã đề ra. Muốn làm được điều đó, tôi đề nghị mọi đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh phải phát huy cao tinh thần trách nhiệm, vai trò nhiệm vụ của người đại biểu Hội đồng Nhân dân, luôn giữ vững và phát huy tinh thần đoàn kết, tiếp tục đổi mới, dành thời gian nghiên cứu để thảo luận, đề xuất đúng quy định và phản ánh những kiến nghị của cử tri, nhất là ý kiến đã tiếp thu lại tại hội nghị gặp gỡ tiếp xúc của ứng cử viên và cử tri trước ngày bầu cử. Làm được điều đó mới đáp lại sự tín nhiệm, tin tưởng của cử tri, mới hoàn thành trọng trách của người đại biểu dân cử. Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, kỳ họp đầu tiên của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10 với các nội dung hết sức quan trọng liên quan đến tổ chức hoạt động bộ máy nhà nước của tỉnh trong suốt nhiệm kỳ. Tôi đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, căn cứ vào tiêu chuẩn và cơ cấu để bầu các chức danh của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Hội thẩm Nhân dân của Tòa án Nhân dân tỉnh và tích cực đóng góp ý kiến thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc nội dung chương trình kỳ họp, đảm bảo để kỳ họp thành công tốt đẹp. Báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội do động dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh cho biết, cuộc bầu cử vừa qua, tỉnh Trà Vinh có 798.001 cử tri tham gia bầu cử, đạt tỷ lệ 99,97%. Số lượng người trúng cử đại biểu Quốc hội đạt 6 trên 6 đại biểu. Về bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa 10, số lượng người trúng cử 49 trên 50 đại biểu, 287 đại biểu trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện và 2.720 đại biểu trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã. Số lượng đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu cơ bản đủ số lượng theo quy định của pháp luật về bầu cử. Không có đơn vị bầu cử nào phải tổ chức bầu cử thêm, bầu cử lại và không có vi phạm xảy ra trong công tác bầu cử. Sau khi nghe báo cáo kết quả cuộc bầu cử và nội dung làm việc của kỳ họp, ông Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Trà Vinh chỉ đạo một số định hướng để kỳ họp lần thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10 đạt kết quả tốt nhất. Kính thưa các đồng chí và quý đại biểu, thưa quý cử tri thân mến, khắc phục những khó khăn do diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, Trà Vinh cùng với cả nước tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Có hơn 99,97% cử tri trong tỉnh đã đi bầu cử, sáng suốt lựa chọn bầu được 6 vị đại biểu Quốc hội, 49 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, 287 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện và 2.720 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã. Đây là những người
thay mặt nhân dân thực hiện trọng trách đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Cuộc bầu cử đã diễn ra trong không khí dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng thắng lợi của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Nhiệt liệt chúc mừng quý vị đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp trong tỉnh vừa trúng cử, hoan nghênh và cảm ơn toàn thể cử tri, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, ủy ban bầu cử các cấp, các cơ quan, tổ chức liên quan đã hoàn thành tốt trọng trách của mình, góp phần quan trọng làm nên thành công của cuộc bầu cử. Thưa quý vị đại biểu và các đồng chí, Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đã khép lại với nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực, đổi mới trong hoạt động, giải quyết tốt những vấn đề quan trọng tại địa phương, góp phần to lớn vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tạo tiền đề, nền tảng quan trọng cho sự phát triển vượt bậc của Trà Vinh trong thời gian tới. Tôi nhiệt liệt chúc mừng những kết quả mà Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đã đạt được. Thưa quý vị đại biểu và các đồng chí, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10 bắt đầu hoạt động trong bối cảnh tình hình trong nước nói chung và tỉnh Trà Vinh nói riêng có nhiều khó khăn, thách thức trước đại dịch COVID-19 ở tỉnh ta. Bên cạnh những thuận lợi, thời cơ từ những chuyển biến tích cực của kinh tế xã hội, an ninh chính trị, thì biến đổi khí hậu, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi cũng đang ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Với những thuận lợi đang xen cùng những khó khăn, thách thức, đòi hỏi toàn đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh nhà phải nỗ lực, phấn đấu, quyết tâm cao, đoàn kết, đồng lòng để đưa tỉnh ta tiếp tục phát triển nhanh và bền vững. Vì vậy, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10 cần thực hiện tốt, đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo hiến pháp và pháp luật để hoàn thành trọng trách được cử tri tin tưởng trao cho. Với tinh thần đó, tôi đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10 quan tâm thực hiện một số định hướng sau đây. Một là xây dựng và hoàn thiện tốt tổ chức bộ máy các cơ quan của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành việc bầu cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt gồm Chủ tịch, các phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch, các phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban, phó trưởng ban các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ủy viên của Ủy ban Nhân dân tỉnh, bầu hội thẩm nhân dân của Tòa án Nhân dân tỉnh. Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng, đòi hỏi các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình để bầu cử đạt kết quả tốt. Trên cơ sở quán triệt và thực hiện nhất quán phương hướng công tác cán bộ do Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 đã đề ra, căn cứ vào tiêu chuẩn quy định về công tác cán bộ, chú trọng năng lực, sở trường, chuyên môn được đào tạo, kinh nghiệm công tác và chiều hướng phát triển, đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh dân chủ, sáng suốt, bầu những người xứng đáng vào chức danh lãnh đạo của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hai là tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân, thường trực các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đảng bộ, xứng đáng với vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Ba là tập trung xây dựng và ban hành các chính sách đảm bảo thống nhất, khả thi, hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị
tỉnh nhà ngày càng trong sạch, vững mạnh, phấn đấu thực hiện đạt được mục tiêu, chỉ tiêu, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 đề ra. 4 là nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân, thường trực, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, tiếp tục đổi mới chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp của Hội đồng Nhân dân, các phiên họp thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, qua đó làm rõ tình hình và nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm, giải pháp nhằm thúc đẩy thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tạo ra những chuyển biến tích cực trong thực tiễn. 5 là Hội đồng Nhân dân tỉnh phải đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm cao trong các hoạt động theo nhiệm vụ quyền hạn lực định, thực hiện tốt phương châm hành động của tỉnh ủy, đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phá, phát triển. Đối với cá nhân đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, luôn phát huy tinh thần trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, ý thức đầy đủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tập trung thực hiện đúng và đầy đủ chương trình hành động, thường xuyên liên hệ với cử tri, lắng nghe, phản ảnh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, nêu cao phẩm chất đạo đức, gương mẫu học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ và năng lực công tác, tích cực chủ động đóng góp công sức, trí tuệ, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thưa các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, thưa các đồng chí và quý cử tri thân mến, yêu cầu xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới đang đặt ra trước Hội đồng Nhân dân tỉnh và các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10 những nhiệm vụ rất to lớn. Cử tri trong tỉnh đang kỳ vọng Hội đồng Nhân dân khóa mới tiếp tục có nhiều giải pháp đột phá, đổi mới để nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Với khát vọng đột phá, phát triển, chúng ta tin tưởng rằng Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10 với tinh thần dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm trong thời gian tới sẽ thực hiện thành công sứ mệnh của mình, tiếp tục góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Xin kính chúc quý vị đại biểu, cử tri trong tỉnh luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công. Chúc kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10 thành công, tốt đẹp. Xin trân trọng kính chào. Cũng trong buổi sáng, kỳ họp lần thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10 đã bước vào nội dung quan trọng là bầu cử các chức danh Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh theo thẩm quyền. Hội đồng Nhân dân tỉnh đã xem xét biểu quyết thông qua nghị quyết về việc bầu ông Kim Ngọc Thái Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 9, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Biểu quyết thông qua nghị quyết bầu bà Dương Thị Ngọc Thơ, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 9, giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10. Ông Kiên Quân, tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa 10. Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10 đã xem xét biểu quyết thông qua nghị quyết thành lập Ban dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Vì đáp ứng các điều kiện là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trên 200.000 người. Về bầu cử trưởng phó các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10 đã xem xét biểu quyết thông qua nghị quyết bầu ông Nguyễn Quốc Phương, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Trà Vinh, giữ chức vụ trưởng ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10. Bầu ông Trương Văn Toàn, trưởng phòng Hành chính Quản trị Hội đồng Nhân dân tỉnh, giữ chức Phó trưởng ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10. Bầu ông Nguyễn Văn Khiêm, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, giữ chức trưởng ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10. Bầu ông Lâm Văn Phong, Phó trưởng ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 9, giữ chức Phó trưởng ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10. Bầu ông Trần Văn Phong, Phó trưởng ban Nội chính tỉnh ủy, giữ chức trưởng ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10. Bầu bà Thạch Thị Xu Quân, Phó trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Tiểu Cần, giữ chức Phó trưởng ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Bầu ông Thạch Giàu, hiện là trưởng ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 9, giữ chức vụ trưởng ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10. Bầu bà Nguyễn Thúy Kiều, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Trà Cú, giữ chức Phó trưởng ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10. Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10 đã xem xét biểu quyết thông qua nghị quyết về số lượng ủy viên của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, ủy viên ban Kinh tế Ngân sách là 7 ủy viên, ban Văn hóa Xã hội là 5 ủy viên, ban Pháp chế 5 ủy viên,
ban dân tộc năm ủy viên, không bao gồm các trưởng phó các ban hội đồng dân tỉnh. Tại kỳ họp lần thứ nhất, Hội đồng dân tỉnh khóa 10 đã xem xét, biểu quyết thông qua nghị quyết về việc bầu chủ tịch và các phó chủ tịch Ủy ban dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, tiếp tục được bầu giữ chức chủ tịch Ủy ban dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Lê Thanh Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Nguyễn Trung Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội đồng dân tỉnh khóa 10 cũng đã xem xét biểu quyết và thông qua nghị quyết bầu 20 ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày làm việc thứ hai kỳ họp lần thứ nhất, Hội đồng dân tỉnh khóa 10 sẽ xem xét thông qua 27 nghị quyết quan trọng. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sau. Chiều hôm qua, đoàn công tác của Tỉnh ủy Trà Vinh do đồng chí Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thực hiện nghị quyết trong 6 tháng đầu năm tại Đảng bộ huyện Trà Cú. Đồng chí Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh cùng tham dự. Qua triển khai thực hiện nghị quyết năm, huyện ủy Trà Cú đã lãnh đạo thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật là những nhiệm vụ trọng tâm đột phá mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã xác định và vừa đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng, có tổng giá trị sản xuất đạt trên 5.770 tỷ đồng. Trọng tâm là tập trung chuyển đổi cơ cấu sản xuất trên lĩnh vực nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Từ đầu năm đến nay, huyện đã vận động chuyển đổi gần 370 ha đất trồng lúa, trồng mía kém hiệu quả sang các hình thức sản xuất hiệu quả. Về chăn nuôi tiếp tục được duy trì và phát triển, đặc biệt là phát triển gần 12.000 con bò, nâng tổng đàn bò của huyện hiện có trên 39.000 con và có thêm 14.000 con heo được chăn nuôi mới, nâng tổng lượng đàn heo của huyện hơn 35.000 con. Tuy nhiên, theo các đại biểu, thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu nông nghiệp của huyện chưa đi vào chiều sâu, chưa tạo được mô hình đột phá để triển khai nhân rộng. Sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, chưa liên kết được đầu ra sản phẩm, chất lượng một số hàng hóa chưa đáp ứng yêu cầu cạnh tranh thị trường và chất lượng hoạt động của hợp tác xã, tổ hợp tác chưa được nâng lên. Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong tổng diện tích đất chuyển đổi sản xuất, vẫn có diện tích được chuyển từ đất trồng mía sang trồng lúa nhưng không tập trung theo quy hoạch và diện tích nuôi cá lóc của huyện tăng cao, gây áp lực về đầu ra sản phẩm cũng như về ô nhiễm môi trường. Nhấn mạnh nhiệm vụ cần quan tâm trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện đề nghị huyện Trà Cú tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế xã hội và chuyển đổi cách thức thực hiện từ trực tiếp sang trực tuyến. Cụ thể, quan tâm củng cố các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn để phát triển, vận động xúc tiến đầu tư từ xa và quan tâm cải cách hành chính trên lĩnh vực đầu tư đất đai để huyện ủy Trà Cú lãnh đạo thực hiện đạt nghị quyết đề ra. Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Đằng nhấn mạnh đến việc tập trung lãnh đạo triển khai quán triệt và tuyên truyền nghị quyết đến giới cấp ủy các cấp, người dân bằng các hình thức phù hợp để đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, triển khai trong nội bộ và quần chúng nhân dân chuyên đề toàn khóa về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tập trung kiện toàn công tác tổ chức cán bộ, công tác xây dựng Đảng. Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị huyện rà soát các chỉ tiêu nghị quyết đạt thấp, qua đó đề ra từng giải pháp khắc phục để tập trung thực hiện đạt kế hoạch đề ra và chú trọng đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới đối với 3 xã đã xác định thực hiện hoàn thành trong năm 2021 này. Thì như các đồng chí nói là còn khó khăn cái vấn đề gì, cái nào thuộc trách nhiệm của huyện, của xã thì các đồng chí phải dồn sức thực hiện cho nó tốt. Đã. Mà tôi đã xem là nghiên cứu về các cái tiêu chí mà các đồng chí còn thiếu đó. Thì trong 5 tiêu chí thì 2 tiêu chí, 3 tiêu chí cứng, 2 tiêu chí mềm. Trong đó có cái tiêu chí về môi trường, trong đó có cái tiêu chí về xây dựng hệ thống chính trị. Thì 2 cái tiêu chí này mềm này tôi cũng đề nghị các đồng chí cố gắng làm. Đã. Cái này là thuộc trách nhiệm của huyện, thuộc trách nhiệm của xã. Phải làm. Còn những cái tiêu chí cứng thì chúng ta có cái đề nghị, có cái phối hợp với tỉnh để cùng nhau thực hiện. Trong đó là có cái tiêu chí về vấn đề là nhà ở trong dân. Thì tỉnh ủy cũng đã có chủ trương rồi. Tỉnh ủy của chủ trương là năm nay là tập trung cho Châu Thành và cho huyện Trà Cú. Riêng Trà Cú và một số huyện thì lấy cái từ cái nguồn là 83 tỷ cộng với 30 tỷ đó. Mà hôm rồi thường trực đã có nhất trí, thống nhất là có cái chỉ đạo cho ủy ban và chỉ đạo cho các huyện tiến hành rà soát các cái hộ
mà thật sự khó khăn về nhà ở, hộ chính sách và hộ nghèo thật sự khó khăn về nhà ở, tổng hợp lại gửi về tỉnh để chúng ta giải quyết trong cái đợt này, trong đó ưu tiên cho huyện Trà Cú. Thì tôi đề nghị các đồng chí cũng nên tập trung là lãnh đạo tổ chức thực hiện, mà nhất là đối với những cái xã mà chuẩn bị cho cái nông thôn mới. Và các đồng chí phải gà sót cho thật kỹ nha, những hộ nào mà đảm bảo ba cứng rồi thì thôi. Ở đây là nói là những hộ mà thật sự khó khăn về nhà ở thì chúng ta mới hỗ trợ. Và cái danh sách này gửi về tỉnh, gửi về tỉnh thì tỉnh sẽ tổ chức thành lập một cái tổ để tiến hành thẩm định lại, ra soát lại. Nếu có sai sót thì đồng chí bí thư huyện ủy và đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân huyện phải chịu trách nhiệm. Về lĩnh vực kinh tế, Phó Bí thư tỉnh ủy Lâm Minh Đằng đề nghị huyện tập trung chỉ đạo về sản xuất nông nghiệp, về công tác thủy lợi nội đồng và về nuôi trồng thủy sản. Theo đó, cần cân nhắc và khuyến khích người dân không nên ồ ạt chuyển sang nuôi cá lóc, mà cần chuyển đổi sản xuất cho phù hợp với quy hoạch và điều kiện cụ thể của huyện. Trong đó chú trọng đến phát triển lượng đàn bò, đàn heo nuôi. Rồi tôi cũng đề nghị các đồng chí là tiếp tục ra soát điều chỉnh quy hoạch kinh tế xã hội của huyện. Nhất là những cái xã nào mà chưa có cái quy hoạch nông thôn, chưa có quy hoạch thì chúng ta phải tiến hành cái quy hoạch. Chứ đừng có để mà tới khi mà chúng ta xây dựng đạt các cái tiêu chí nông thôn mới, còn cái tiêu chí quy hoạch là chúng ta chưa làm thì không được. Bây giờ gà lại, xã nào chưa quy hoạch thì phải cố gắng thực hiện tốt cái công tác quy hoạch, và tiến tới là chúng ta thực hiện cái xây dựng quy hoạch vùng của huyện để tiến tới xây dựng huyện nông thôn mới. Thì trong báo cáo là đến nay là chúng ta chưa xây dựng quy hoạch vùng, thì tôi đề nghị các đồng chí cũng phải đẩy nhanh tiến độ. Rồi tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thành khối lượng và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Thì đến nay thì huyện mới giải ngân đạt là 25% kế hoạch, là còn rất là thấp. Cho nên là tôi đề nghị các đồng chí là tập trung giải quyết thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư và nhanh chóng triển khai thi công dự án đầu tư đúng tiến độ, đạt chất lượng. Đạt chất lượng để làm sao mà có cái giải ngân tốt các cái nguồn vốn. Trong đó thì các đồng chí đề nghị các đồng chí là quan tâm cái công trình dự án trạm bơm kênh 3 tháng 2 trên địa bàn của huyện, để làm sao năm tới là chúng ta hoàn thành cái hệ thống thủy lợi để phục vụ tốt cho cái vấn đề mà sản xuất nông nghiệp trên địa bàn của huyện. Bên cạnh, đồng chí Lâm Minh Đằng nhấn mạnh đến công tác xúc tiến đầu tư, công tác phát triển doanh nghiệp, tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 và quan tâm đến công tác tiếp công dân định kỳ theo quy định. Chiều qua, ông Lê Thanh Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh để nghe báo cáo những kết quả mà ngành đã thực hiện trong năm học 2020-2021 và 6 tháng đầu năm 2021. Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Trà Vinh cho biết, năm học 2020-2021, 9 trên 9 huyện thị xã thành phố đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, chuẩn phổ cập trung học cơ sở mức độ 2 trở lên. Tốt nghiệp trung học cơ sở đạt tỷ lệ 99,84%. Toàn tỉnh hiện có 143 trên 405 trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ 35%. Chất lượng giáo dục đảm bảo mục tiêu đề ra, các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, cấp tỉnh, hội khỏe phụ đổng đều đạt giải cao. Trong 6 tháng đầu năm, ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh hoàn thành tốt hai nhiệm vụ cùng lúc, đó là tích cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, song song với tổ chức thực hiện đảm bảo chương trình dạy học theo quy định của Bộ, tổ chức an toàn nghiêm túc kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021 trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19. Cơ sở vật chất thiết bị dạy học được tăng cường đảm bảo việc dạy dạy học. Sở Giáo dục và Đào tạo đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành và dạy học. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh được ngành quan tâm chỉ đạo, thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Lê Thanh Bình đề nghị trong 6 tháng cuối năm 2021, ngành giáo dục cần tập trung cơ sở vật chất, nhân lực để phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học năm 2021 sắp tới, có kế hoạch phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trong thời gian diễn ra kỳ thi, đảm bảo cho kỳ thi được diễn ra nghiêm túc, an toàn. Các phòng giáo dục báo cáo Ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố về các điểm thi tốt nghiệp, tham mưu kịp thời đúng quy định, nghiên cứu kỹ các văn bản quy phạm pháp luật của cấp trên, nêu cao tinh thần trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công, giáo dục, nâng cao nghề nghiệp, đạo đức nhà giáo, khẩn trương hoàn thiện, xây dựng kế hoạch tuyển dụng giáo viên, rà soát tất cả các nhiệm vụ mà Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình thời sự tối của Đài Truyền hình Trà Vinh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.